Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng chúng em. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục xin giới thiệu cho các bác hai mẫu máy cưa xích hiệu 024 các bác nhé. Chuyên về cho các bác nào mà đang có cần tìm một chiếc máy cưa công suất lớn lớn một tí xíu để về khai thác chuyên nghiệp các bác nhé. Thì các bác tham khảo thì hai con này, chuyên để sử dụng cắt keo, cành, tràm, đồ linh tinh các bác nhé. Đó, khai thác con này là hệ của nó là lốc nhôm các bác nhé. Đó, công suất của con này hôm nay là cửa hàng chúng em gồm có hai con. Một con máy cưa Estin 024 AV Super và một con máy cưa Estin 024 AV. Con Super là con này đấy ạ. Đó. Máy móc là chuẩn hàng bãi Đức nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhá. Công suất của nó đây ạ, 44,3 cc. Đây là dòng 024 Super các bác nhá, là công suất 44,3 cc. Còn dòng 024 AV là công suất của nó là 42 cc các bác nhá. Đó. Còn tổng thể máy thì nó cũng na ná giống nhau thôi. Chỉ có chênh nhau thì công suất nó lớn hơn một tí xíu. Còn chuẩn máy móc thì cam kết cho các bác là chuẩn hàng bãi Đức nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhá. Đây, rồi để em xin phép đặt cái từng con xuống, quay chi tiết từng con một cho nó các bác dễ tiện tham khảo. Đầu tiên là đây, con 024 Super các bác nhá. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ATZ ạ. Có tích hợp sẵn hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Lam ở mặt cắt là 40 phân các bác nhá. Xích là xài xích chung 9 xích chung 325. Mắt xích khá còn to bản các bác nhá. Làm xích là nguyên zin nguyên bản theo máy của nó, chuẩn hàng bãi Đức. Công suất 44,3 cc, lốc tích hợp lốc nhôm. Cực kỳ bền bỉ luôn, các bác chịu nhiệt rất là tốt. Có khi về các bác sử dụng cả ngày thì không phải xi nhê gì cả. Đó, 024 AV Super. Rất là bán chạy trên thị trường. Rất là nhiều các bác hay hỏi những cái dòng hệ như thế này. Hôm nay cửa hàng chúng em có một con này thì xin giới thiệu cho các bác. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Cam kết cho các bác nguyên zin nguyên bản 100%, hàng chưa bung chạm. Đó, nòng hơi cam kết cho các bác là chưa bung chạm nòng hơi gì cả. Đấy. Máy móc thì chuẩn, đảm bảo chuẩn zin đét luôn. Nòng hơi thì cứng cáp các bác nhá, nòng hơi cứng cáp. Cửa hàng chúng em thì đã tuyển lựa cho các bác hết rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Máy móc thì cửa hàng chúng em đã dọn rửa ngon lành từ A tới Z hết rồi các bác nhá. Và hiện tại con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5.500.000 cho con máy cưa 024 Super. Đó, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác. Dạ vâng, 024 AV Super giá 5.500.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một tip mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Và hoàn toàn miễn phí ship cho các bác luôn. Rồi, qua con 024 AV. Đây con này ạ. 024 AV công suất 42 cc. Chênh nhau của nó thì có 2 cc thôi các bác nhá. Không đáng kể là bao nhiêu. Đó, và giá hiện tại con của 024 AV này thì quá đẹp luôn ạ. Mặt tiền. Đó, bình xăng là bình xăng trong luôn các bác nhá. Rất là tiện theo dõi xăng cộ khi xăng nó còn bao nhiêu phần trăm. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Lam con này cũng là mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Xích là xài xích chung 325. Mắt xích khá to bản. Đó. Con này thì công suất của nó là 42 cc. Hiện tại con này thì cả chúng em đang bán với giá là 5.100.000 các bác nhá. 5.100.000, các bác nào ưng ý con này thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. 5.100.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Máy móc cũng cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, nòng hơi đẹp chắc chắn, máy móc dọn rửa ngon lành cho các bác hết rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đấy. 5.100.000 cho con 024 và 5.500.000 cho con 024 Super các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con 024 AV cho các bác xem qua.
máy móc thì cửa hàng chúng em đã dọn rửa hết cho các bác từ A tới Z rồi các bác nhé. 5.100.000 và 5.500.000, hai con cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng cả phụ kiện. Các bác nào ưng ý con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929, hoặc các bác nào sử dụng Zalo hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Số điện thoại thì cửa đang để trên màn hình rồi. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.